em mét 58. Mét 58 rồi, bạn gái cao mét 6. Nàng 80 kg. Là sao, cái gì vậy? Đôi khi nó cũng có một cái vài trở ngại. Nhưng sao biết đâu sau những cái buổi xem phim hẹn hò với nhau, những cái trở ngại đó nó lại xích gần với nhau. Chứ không phải là được cũng được thì thôi, thấy không? Này được mới được, dứt khoát là không có thôi. Bây giờ mình thử cặp mai mối và cặp đôi thứ hai coi được không? Được, được, được thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Màng? Mời bạn trai. Chào anh Tuyền Linh. Chào anh. Chào chị Cát Tường, chào tất cả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Văn Đình Tuyến, 24 tuổi. Hiện đang làm phó phòng hành chính nhân sự tại một công ty dịch vụ bảo vệ. Rồi, mời bạn nữ. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và các bạn khán giả. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 22 tuổi. Hiện em đang là phóng viên và nhân viên sale ạ. Nhưng mà chị hỏi kỹ một chút xíu về công việc của bạn. Bạn nói phóng viên là phóng viên như thế nào, phóng viên báo nào? Dạ em có cộng tác cho báo Tuổi Trẻ với Nông nghiệp Việt Nam. Về đề tài gì? Xã hội. Mình làm công việc này lâu chưa? Em cộng tác thì từ sinh viên năm nhất. Nhưng mà chính thức làm thì được khoảng gần một năm. Mấy mối tình rồi? Dạ hai. À bây giờ giới thiệu về mình một chút xíu đi. Về những ưu điểm hay khuyết điểm của mình chẳng hạn. Dạ ưu điểm thì em không có ưu điểm gì nổi bật ạ. Nhưng mà cũng không có khuyết điểm lắm. Hơi nóng tính một xíu. Không hài lòng gì thì em sẽ nói cho đối phương biết về quan điểm của mình. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng 2-3 đấy. 2-3 mối tình gần đây nhất là lâu chưa? Đây nhất của em hơn một năm. Bạn từ Nghệ An vào đúng không? Dạ đúng rồi. Vô đây lâu chưa Tuyến? Dạ em vào đây được 4 năm rồi chị. 4 năm. Mong muốn điều gì ở chương trình này? Mong muốn chương trình là làm quen được bạn gái. Tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn thì có công việc ổn định nghi tốt. Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi. Cao thì khoảng 1m6 trở lên là được. Bạn cao bao nhiêu? Em 1m58. Mét 58 rồi, bạn gái cao 1m6. Nàng của em 80 kg. Là sao, cái gì vậy? Đang cài hàng á. Cứ giỡn với tôi nghe, đừng có ghẹo bà Mai nha. Tôi mà giận là cũng hơi mệt à. Bây giờ hỏi bạn nữ chút nè. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Biết quan tâm, biết chia sẻ. Mà nhất là giờ nếu mà có bạn gái thì chắc là xía trẻ được nhiều hơn đấy. Rồi chút xíu nữa tôi qua tôi điều tra tiếp. Bây giờ để hỏi bạn gái một chút nè. Em có thể cho biết cái mẫu của bạn trai lý tưởng em mong muốn là gì? Có thể mới chạm được đến cái trái tim của em. Bạn trai của em thì trước hết là phải lớn tuổi hơn em. Trưởng thành, trưởng trạc. Lớn hơn cỡ bao nhiêu? Khoảng 5-7 tuổi là ít nhất. Tại bên đó có hai lớn hơn có 2 tuổi à? Ồ thế ạ? Anh 24 tuổi ạ? Đúng rồi em. Những cái người như vậy thì trong mắt em nó trẻ con lắm. Tiếp theo còn gì nữa? Em thích những người thông minh, đẹp trai, mạnh mẽ như của Thiên Lạc. Những điểm nào em không thích ở người bạn trai? Lúc này cái bạn ấy nói hơi xạo xạo ngay từ đầu rồi em đã không thích. Có nghĩa là cũng không phải là bạn nói xạo, nhưng mà đây là chương trình tìm hiểu mà bạn không nghiêm túc dễ rồi. Bạn cứ nói bạn cao 1m58, nặng 80 kg. Tao biết là bạn nói vui thôi nhưng mà cảm thấy không hài lòng lắm. Làm cho người khác cảm giác là bạn không có tôn trọng đối phương gì hết. Vâng, xin lỗi em. Anh có lỡ chọc vui mà hơi quá. Tôi thấy rằng bạn bên đây rất là nghiêm túc đó bạn nữ ạ. Dạ. Bạn ấy là một người mà rất là trầm. Nhưng mà nãy chị Cát Tường nói thì tôi nghĩ rằng cũng rất là vui thôi. Không có gì đâu. Dạ. Quan trọng là bây giờ đó là bạn phải nói những khuyết điểm của bạn cho bạn nữ bên kia biết luôn. Còn có hợp hay không? Nói trước, sở thích của anh là ca nhạc này, thể thao này. Cái nhược điểm của anh ấy hơi nhút nhát, nhiều lúc có tính hay quên những cái chuyện lặt vặt lắm. Còn ưu điểm thì nhiều hơn, không hút thuốc, không nhậu. Hiện nay chúng ta cũng hiểu nhau một số vấn đề rồi. Vấn đề là bây giờ hai người gặp mặt nhau thôi. Nhưng trước gặp mặt nhau thì mình hát bài nào đó để lấy cảm tình được không? Về quê hương của mình, Nghệ An chẳng hạn. Xin hát một đoạn nào. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh, nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Hay rồi nhá, ngọt à.
ta kéo màn lên. Các bạn sẽ có... Ủa chưa, em chưa có coi mặt. Ủa chưa coi mặt hả? Để anh coi trước. Nôn quá. Dạ em chào anh Quỳnh Ly. À, chào bạn, dễ thương quá. Dạ cảm ơn anh. Mình kia dễ thương lắm. Rất là thật tình đó. Dạ vâng. Lúc em có hơi giận chút xíu. Bạn ấy thấy tội nghiệp, mặt nó dễ thương lắm. Quay qua xin lỗi liền. Những con người này là anh quý lắm thiệt á. Dạ vâng ạ. Ha? Dễ thương lắm. Được. Bây giờ để chị qua chị coi cái cảm nhận của chị như thế nào nha. Dạ vâng ạ. Chào chị. Bỏ cái tật giỡn vậy nha. Trời ơi. Nha. Giỡn giỡn với bình thường. Tôi đồng ý chị giỡn đó. Không. Giỡn vui mà có đâu đúng không? Bây giờ hỏi thiệt, cao mét nhiêu? 75 vậy. Ờ. Mét 58. Rút kinh nghiệm thôi. Ha. Nhưng bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Dạ. Em không thích cái phụ nữ à. Không lè lẹt, không nhầu nhẹt gì đấy là được thôi. Còn em dễ lắm, tính của em dễ lắm. Mình là đang bị yếu thế là tại sao biết không? Lớn hơn có 2 tuổi là người ta coi mình như trẻ con. Người ta nói câu đó mình có cảm thấy trong lòng mình sao? Hơi buồn xíu. Hơi buồn xíu ha. Mình hơn buồn em. Giờ phải thể hiện bản lĩnh đàn ông lên. Yeah. Anh nói phụ nữ càng coi mình trẻ con mình càng khoái. Không giống nhẽo có gì đâu. Dạ. Yeah. Không có buồn ha. Dạ yeah, dạ. Yeah. Cố lên nha. Dạ. Yeah. Cơ hội một lần nữa thôi đó. Bên đây cũng dễ thương lắm, đừng giỡn nha. Kéo màn lên. Bình tĩnh. 2 phút bắt đầu. Chào em. Nhìn em rất cu te. Nói theo nói theo kiểu Tín ấy. Em tuy ít hơn anh 2 tuổi nhưng nhìn em chững chạc hơn. À thế ạ, dạ vâng. Rất chững chạc. Em thích những người chững chạc nên là anh có kế hoạch gì cho tương lai của mình không? Có chứ em, anh có nhiều. Có thể bật mí một vài cái được không? Hả? Bật mí về vài cái sắp tới đang có liên kết với mấy ông anh ở ngoài ấy. Đang tiếp tục kinh doanh một vấn đề gì đó. Đó, nói như vậy đấy. Em thích như vậy. Thứ hai nữa thì có khả năng là gia đình gì đấy. À, dạ. Anh hy vọng gì ở người bạn gái của mình? Thì cũng giống em ấy, giống em. Ví dụ nhiều là trường hợp anh em mình hẹn hò nhé. Dạ. Thì em sở thích của em là mình hẹn hò như thế nào? À. Em thì thế nào cũng được, càng giản dị càng tốt. Mặc dù em trong có những vấn đề thì em cũng có lớn thôi. Nhưng mà dù sao thì em vẫn đang ít tuổi, em vẫn trẻ con lắm. Nên là đôi khi em thích những cái gì nó con nít một xíu. Chẳng hạn như đi dạo, ăn hàng vặt ý. Hoặc là nhiều thứ. Đúng rồi, thì không biết là anh có thích những cái gì? Đúng đúng, cái đó anh cũng biết. Tại vì anh cũng có 2 đứa em nữa, cũng bằng tuổi em ấy. Em gái nha, cũng thỉnh thoảng rủ anh là đi công viên này. Ra công viên mua đồ lặt vặt ăn này. Dạ. Ví dụ vậy. Thôi mọi người nói một câu thật tình cảm gì đó, rồi người ta sẽ chuẩn bị bấm nút. Anh thì có cảm tình với em rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy là lượt mang lên anh có cảm tình với em rồi. Đấy, muốn gặp em, nói chuyện với em thêm nữa để hiểu nhau hơn, để biết về nhau hơn. Dạ. Còn em thì sao? Em cũng có ấn tượng tốt thôi. Có trách nữa gì nữa không? Rồi cái đó bỏ qua rồi, bấm nút. Được rồi. Em đếm hả chị? Hay là... tự đếm luôn đi. Mình cùng đếm nha em. Hay là sao? Anh đếm đi ạ. Anh đếm 1, em đếm 2 nha. Dạ. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Tự làm chủ luôn được rồi đó. Nắm tay nhau cái đi bạn. Đúng rồi, nắm tay để cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Cảm nhận thế nào? Tay rất ấm, mềm mại. Cũng thích nắm hoài. Còn bạn gái, bạn đã cảm nhận được điều gì chưa? Thấy tay này run quá. Run quá hả? Nắm thật chặt để cho bớt luôn nào. Đây là những vé xem phim của chương trình. Chúc hai bạn sẽ có nhiều không gian lãng mạn hơn. Để hiểu nhau nhiều hơn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh chị. Nắm tay đi bạn, đưa bạn giấy.